Rồi giao lưu với mấy anh em 5 cây sâm hương nha. Trong này lô 5 cây này có 2 cây bấm đá, đây là 3 cây đầu tiên. Trong 3 cây này có 1 cây bấm đá đây, còn cái này tàn ngấm hết rồi. Này là tạm gọi là bonsai 20 nha, số 20. Anh em nào có mua thì cứ nói là lô sâm hương 20 là mình biết. Rồi 2 cây còn lại trong số 5 cây, 5 cây là 300. Đây. Đây, bonsai 20 nha. 5 cây 300. Trong này có 2 cây bấm đá. Tàn nó tròn vo hết rồi.